Rồi, xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình chiều giờ này cũng khoảng cỡ 4 giờ chiều, hơn 4 giờ chiều rồi các bạn. Buồn quá không biết làm gì, giờ mình sẽ giác cần câu và qua rủ một người bạn nữa đi qua ra đồng câu nhút dân cá sặc, kiếm một mớ cá sặc về chiên giòn nha các bạn. Với lại cá sặc mà chịu khó làm xong rồi mình xay ra mình giống mình làm chả các bạn. Chả mình gọi là cục cục đó, mình chiên á, ngon các bạn ha. Anh của mình coi có không nha các bạn ha. Mời các bạn theo mình nha. Chợ này chợ tự phát, ở đông dữ lắm. Chợ này là chợ gấu. Mà con cá trong thành. Mình giống xuống tầng đông các bạn. Nhà thờ nó mới vừa sửa xong, lớn lắm nè. Các bạn nhìn thấy xuống tới đây là có rau nhút rồi nè các bạn ha. Ở khu vực này là đa phần là trồng rau nhút nha các bạn. Phần lớn nhất là ruộng người ta trồng rau nhút. Ở ngoài trống người ta đánh bắt hết rồi, còn vô xong mà bị cỏ đầu lấp đó, nó mới có cá nha mà. Tại vì đó không trồng nó nhút. Vô đây lần nào chưa mà biết đường chạy vậy? Có đường rồi đi hết đại chứ. Không. Bạn nó chở đi vô cái đường gì cũng sợ muốn chết đó các bạn. Thảm vô đó, mình đi đường bên kia nó rộng bự, mình biết đường đi, còn nay kêu đi cái đường này, đi đường tắt gì đó. Tắt đâu không thấy, mình thấy nhỏ xíu, ớn quá. Có cái con rách chừng. Các bạn thấy cảnh đồng quê không? Hồi mình sẽ cho các bạn mình xem rau nhút. Các bạn ở nước ngoài chắc bên Mỹ chắc đâu biết cách trồng rau nhút, đâu có thấy hết các bạn ha. Đây người dân trồng rau nhút đang phân rau nhút ra các bạn. Thấy rau nhút tươi không? Và hái dưới ruộng đem lên là bắt đầu là phân ra mới đem ra chợ nha các bạn ha. Người ta hái dưới ruộng vậy là lên nè các bạn. Là thu hoạch dưới ruộng này là mấy cái ruộng nè phải đem lên cái đầu người ta mới dọn sẽ bó lại, phân loại bó ra, nó vừa bó mới đem ra chợ nha các bạn ha. Các bạn thấy bé cười không? Dạ. ủng hộ bạn nha, em nha các bạn ha. Bé hơi ngại trước ống kính chút xíu nha các bạn. nhưng mà thật ra bé cười rất là dễ thương, rất là giòn, rất là dễ thương. Các bạn thấy là người ta hái ra là nó sẽ còn cái phao này nè các bạn. Khúc này là khúc già, người ta sẽ lật ra người ta bỏ nè, mà nó còn cái này kêu cái phao cái gì nè, cái phao nó ta còn cái này bỏ rồi ta mới lột ra vậy nè các bạn, lột ra vậy rồi nó sẽ ra cái cọng giống vậy đó. Mình có không rành lắm nha các bạn, nhưng mà người ta thuốc cái phao ra rồi đó, nó lòi một cái cọng ở trong ra nó giống vậy nè các bạn đó, rồi bắt đầu mới bó lọn vô vậy nè, mới đem bán nha các bạn ha. Bạn thấy cực khổ không, quá trời cọng đoạn, quá trời thao tác luôn á, chứ đâu phải là trồng xong rồi hái lên rồi đem bán liền. Ngồi vuốt nó bạn thấy vuốt nguyên đống cực lắm. Nghe nói bên Mỹ là không có rau nhút, cháu nó mới về nó nói là bên Mỹ không có rau nhút. Nó về thấy đòi ăn rau nhút ghê không? Móc lỗ mình không có chê. Giờ móc hết một bình chỗ này lên để làm cái lỗ nhỏ nhỏ. Xong rồi mình câu với bạn xem nha. Nói chung là cái này nó hơi bị mệt móc khúc móc lỗ các bạn. Nào, không biết câu khó không? Đó, rồi được cái lỗ vậy đó, bắt đầu mình bỏ màu xuống chứ các bạn nhìn thấy là xung quanh là cỏ nó bích chịch hết rồi. Là không còn chỗ bỏ câu nữa, mình phải làm cái lỗ vậy mình mới câu được các bạn ha. Rồi các bạn đồng hành cùng mình nha. Thêm lỗ nữa đi, ba cần luôn mà. Mệt quá rồi. Mệt quá rồi. À đây. Không móc được lỗ thứ ba nữa, mệt quá, mình móc được lỗ này với giờ lỗ này đó, hai lỗ bằng. Các bạn thấy không, thấy tốt mà không rồi, mới cái hai lỗ. Kêu móc lỗ nữa mệt quá. Cầm này. Mệt quá, câu chung. Chỗ này cỏ không sao móc nổi. Kìa lại kia kìa, lại kia lục bình kìa. Đó, lục bình mới móc nổi.
nó lục bình mới móc nổi được, cỏ móc nổi đâu. Đó, các bạn thấy nó bích vậy đó, giờ phải lôi lục bình lên, lôi hết lục bình lên rồi mới bỏ cần câu xuống được các bạn. Nó bích vậy đó. Rồi các bạn xem clip đồng hành cùng mình nha các bạn ha. Rồi các bạn chờ xem để mình ra cần câu coi câu thử coi có cá không nha các bạn. Nó giờ móc cái lỗ lên thì rất là cực. Từ từ thôi, đừng móc cỏ lên lên nổi đâu. Lục bình nó mới lên. Các bạn nhìn thấy mình có cái lỗ câu rồi nè các bạn. Mình sẽ cho ngồi xuống đây, cần câu xuống đây. Mình câu mồi dế nha các bạn. Hôm nay là mình câu câu chủ mồi dế là chủ yếu là cá trê các bạn ha. Chủ yếu là cá trê với lại cá rô thôi, nhưng mà đa phần là cá trê. Cái sông này là chỉ có cá trê là nhiều các bạn. Mình thấy phao mình là đúng không? Đó, mình sẽ để ra, hy vọng là cá nó sẽ ăn lúc còn sớm chút xíu để cho các bạn thấy cái phao cá nó kéo cho nó hấp dẫn. Bên đây hai cần nữa các bạn. Đây cần nữa. Có cái phao các bạn thấy cái, nó lú lên đỏ đỏ đó. Nó phao các bạn ha. Bên đây cần nữa. Ba cần rồi, hai anh em mình cậu ba cần nha các bạn. Cái đó đụng đáy chưa mà nằm á, chắc đụng rồi đó, dư rồi đó. Cái cục chị nhẹ quá. Nó cái phao các bạn. Dư phao rồi. Dư phao rồi. Lấy chị lá gắn vô. Lá có đem theo đâu. Các bạn ơi, mình đi câu mình đi câu mình chỉ đem ba cái vỏ cần câu theo thôi, các bạn thấy mang lật đật sợ tối mang có cái vỏ cần câu theo với cái thùng đựng cá theo, mà cái vỏ lưỡi cái vỏ sách mà đựng lưỡi đựng chì đựng phao đèn đồ không đem theo. Coi như là bây giờ mà nếu mà lỡ dướng mà dướng đứt cái lưỡi này là rầu luôn á, đứt cần nào là hết cần đó đó, không có lưỡi xe cua. Trời ơi. Đi. Đi đặt đặt quá quên các bạn ơi. Ngồi nản thiệt. Đó, các bạn thấy đồ nhúc không không? Xa vô trong cũng xa vô trong đây cũng là đồ nhúc nè. Đó, đó. Vô trong đó cũng là qua cái bụi chuối đó, hàng cây đó cũng là đồ nhúc, vòng 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 giáp vòng đây là đồ nhúc không à. Giờ hai anh em thả lưới các bạn. Thả câu xuống rồi, giờ chờ mà quên đem cái thùng đồ nghề nãy mình nói rồi các bạn. Thôi giờ hai anh em thả lưới. Chú dần lưới. Dần lưới nha con. Dần lưới chơi, có cái sặc chơi. Sao lon gáo nằm đó hả trời? Con đâu đây? Đó. À cái này hả? À. Ừ. Vậy là chắc sót cái gì? Giờ lượm đem về, giờ anh lượm cho. Lượm không? Ừ, giỏi dữ rồi ta. Bé giỏi quá à. Ở quê quà 4 tuổi. Cái gì con nói vậy? Quà được 4 tuổi. À, 4 tuổi à. Đi. Quà 4 tuổi là bằng ông hồi nhỏ rồi. Phải không con? Đúng không? Phải không? Lưới dài quá, không chìm thấy không bánh tiêu? Không chìm rồi. Biết sao nó không chìm không? Thả nó không chìm chứ sao? Nó dính bèo. Phải, nó có mấy cái đường dây sợ nó kéo. Không không không, cái đó không có dây, có dính bèo à. Không có dây à? Không. Ờ đưa cái rút lên, giật lên giật xuống nó chìm thì. Anh em văng từ gốc đó các bạn. Đó nè, đang lượm lại tới đây. Mà cái tay lưới còn dài quá. Tay lưới còn dài quá, dây bèo quá. Ủa nó dính chùm vậy, đâu có chìm đâu, nó đâu có banh lưới được đâu dính. lùa cá các bạn, đập cho cá nó ra lưới dính lưới. Hồi nãy dính được 5-6 con rồi nha, đập sao dở lên không còn con nào đi. Hồi nãy dính 5-6 con rồi, để im. Hồi nãy giờ đập ở dưới nó giải, nó động nó giải, không dính dở lên không còn con nào hết, là cắn lưỡi luôn á. 4 con, 6 con, bố còn 6 con. Bốn ở chùm ba con. Trời ơi quá trời luôn các bạn ơi, một chùm cái này 6 con luôn. Khoan, lấy miếng nước. Ủa giờ gỡ lâu lắm.
chứ giờ sao phải gỡ chứ. Giờ kéo nó vô đi, kéo vô hết đi rồi cái lát cửa, lát đêm kia dễ gỡ. Kéo kéo lại nguyên chùm luôn hả? Ừ. Sáu con á. Ừ. Sáu con một chùm cho đó các bạn. Còn ngon. Hồi chơi chơi vậy mà cũng dính sáu con một chùm luôn, mà sao có chùm cho đó dính ngay chắc ngay ngay cái sàn nước nè. Lưới nó chìm á. Ngay cái sàn nè. Ôi nhiều. Ôi đây nữa các bạn ơi. Ôi quá trời luôn. Ôi ôi. Trúng mánh à. Dạ, được mấy con cá sặc trúng mánh rồi cô ơi. Ôi ôi. Ôi trúng mánh đó các bạn ơi. Hồi nãy 6 con rồi đúng không? 7 con, 8 con, 9 con, 10 con, 11, 12, 13. 13 con rồi các bạn ơi. Ôi, hấp dẫn như vậy. Ôi cái này mà lậu xuống là ngon luôn á. Dính cái nồi mất rồi. Thôi đem lên gỡ hả? 13 con. Nó dính có khúc rồi. Ở đây 2 con nữa nè. Có rồ nè các bạn. Có rồ nè, cá giặt nè. Đấy, trong đây mấy cá rồ phải không? Ừ. Ôi vậy mà ngon. Ôi. Ôi con này răng đàng hoàng nhiều lắm á. Dính vô gốc rồi. Chưa. Rồi rồi rồi. Bây giờ lên gỡ cho khỏi bả, bả cho thẩu xuống quốc. Ê, sấy. Cho anh kia lậu được á. Nhưng mà hậu cũng phải gỡ chứ, đem về chứ để sáng nó chết. Đâu, ý là mình câu xong mình xuống mình cuốn về chứ. Ôi, giờ không giờ lên gỡ thì lưới này đủ mệt rồi nè. Dính được cái mười mấy con luôn đó, cô ơi. À mười mấy con mừng gì? Dạ nhiều thôi. Tụi con có ấy tụi mừng chứ tụi nó tụi nhiêu đấy mày ơi. Tụi nhiêu đó là biết. Trời ơi mười mấy con mà làm biến nãy tôi. Trời ơi nó. Lên gỡ lên gỡ lên gỡ. Trời ơi mười mấy con mà mình mừng cô còn chê á các bạn. Xuống lưu đây là mừng lắm mày. Đây nè, lần này có rộng nè. Có cá không? Dạ được mười mấy con. Ừ, cũng được, cái có lý vậy. Mười mấy con. À, nó cắn câu hoài. Mười mấy con. Cũng có lý á, ở trên bờ mà làm vậy là có lý rồi đó. Dạ. Ôi, heo ăn đi thấy không? Đi đi quá, khó. Đứng trên bờ không à? Ở trên bờ không mà vậy là có lý rồi, đã cắn câu rồi đó. Câu nãy giờ chưa được con nào. Câu nãy giờ chưa được con nào. Ôi vậy. Làm mấy lưới rồi, một lưới hả? Dạ một lưới nãy giờ á. Trời ơi, để nãy giờ. Để nãy giờ. Chứ, hai đứa. Chứ sợ nó không dính nữa rồi. Rồi có để luôn. Đây nè, đây là mẹ. Ngon. Nói chứ cá này mà kho tiêu cái là hết sảy luôn. Chiến xù. Hả? Vậy chiến xù. Chiến xù kho tiêu. Đi về ốc, đi cho đó rồi kìa chú ơi. Ừ. Đây đây là chủ ruộng nấm rau nhút mà các bạn chỉ là chia sẻ cho mình đó là rau nhút là phải có bèo, còn nếu mà không có bèo là nấm rau sẽ hư. Và chỉ nói là nếu như mà cá để mà cá nhiều quá thì nó sẽ ăn hết bèo thì rau nó sẽ không còn, nấm ra là bắt cá thì cũng không có bị la lắm, nhưng mà sợ là lội hư rau thôi, tại mình không rành đó mình lội hư rau. Cái gì nó hồi mà nếu mà làm mà không hư rau mà đứng trên bờ thì kiểu như mà bắt cá mà về ăn chơi thì không có việc gì, nhưng mà còn nếu mà để cá nhiều quá thì nó ăn hết bèo. Đó là chỉ chia sẻ vậy các bạn. Mình thì mình không biết, còn đây là người ta trực tiếp người ta làm, người ta chia sẻ nhiều lắm các bạn. Ăn có nè, nhiều lắm chứ. Hồi chiều mà làm trong xóm ngon lắm. Ừ. Bạn thấy không? Quá trời luôn các bạn. Qua đây cho các bạn xem. Rớt nắp thùng vào luôn à. Đó. Hai chục con. Các bạn thấy không? Quá trời không? Cái rô mặt. Rồi. Ừ. Rồi như đây về chiên được con dĩa rồi đó. Nhưng mà mình làm để trễ quá các bạn. Đứng trên nữa. Mai chiều mình sẽ đi sớm vô và mình sẽ lội xuống luôn các bạn ha. 20 mấy con á, cỡ 25 con á mấy câu. Ừ, nhiều thôi. Bây giờ tối rồi còn không thấy đường rồi, bây giờ mình xin khép video lại đây nha các bạn. Rồi hẹn các bạn trong những clip tiếp theo ha. Các bạn xem clip nhớ đồng hành cùng mình nha các bạn ha. Có như này luôn á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Cái này thành quả của ngày hôm nay này nha các bạn.
đó. Nói chung là được cái nguyên dĩa này về mình hai anh em chiên giòn, các bạn thấy đó, chiên giòn nhìn hấp dẫn không? À, có mắm me nữa đó, làm mắm me nữa, đang làm chiếc mắm me dưới nha các bạn. Cái này là chiên giòn thành quả ngày hôm nay, còn cái này là không có, cái này là ở nhà có sẵn chứ còn nói hồi bắt luôn là nó láo các bạn ha. Rồi ba anh em, hai anh em làm được như đây vậy là uống được mấy lon cho vui nha các bạn nha.